Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cả longmobi.com sẽ tiến hành mở hộp một cái sản phẩm mới. Thực ra thì đây cũng không phải là một sản phẩm mới tại cửa mình, mà đây chính xác là một bản nâng cấp mới của cái DAC 5MK2 phiên bản 2019. Thì các bạn nhìn thấy nhé, đây là cái hộp của DAC 5MK2 2019 này, các bạn nhìn thấy này. Trên này nó ghi rõ này, DAC 5MK2 phiên bản 2019 mới nhất đấy. Đó. Thì mình sẽ tiến hành mở hộp ra xem phiên bản DAC 5MK 2019 này có gì đặc biệt nha các bạn nhé. Thực ra mình mở hộp sẵn rồi, bây giờ mình quay video lại thôi. Đó. Anh em nhìn kỹ nha, đây là toàn bộ những phụ kiện đi kèm với DAC 5MK2 nhé. Chúng ta có một dây USB này. Để thôi mình lấy ra cho các bạn xem. Đó. Họ cho đủ các dây luôn. Đấy. Thứ nhất là dây USB màu xanh này nhé. Đó, dây USB màu xanh. Một đầu thông dụng, một đầu TPLB. Đấy. Cổng này rất quan trọng anh em nhé. DAC mà không có cổng USB này thì có nhiều vứt đi. Đó. Tiếp theo là dây Corsair. Cũng bình thường thôi, nhưng mà cái cổng này nó cũ rồi, không tốt bằng cổng USB kia nên là ít người dùng lắm. Dây quang này thì quá là thông dụng mà. Dây quang này thì vẫn được ứng dụng rộng rãi ở các TV thông minh ấy. Chúng ta có thể thấy TV thông minh nào cũng có cổng quang này, nhưng mà không bao giờ có cổng Corsair nha, tại vì cổng Corsair nó quá cũ rồi nên người ta thay thế bằng cổng quang này. Đó. Đây là dây AV nhé, dây AV cũng thuộc loại tốt đấy anh em ạ. Đó. Đó, anh em có đủ 3 cái dây, mình vứt hết sang kia rồi nhé. Đây. Thế đây là tờ giới thiệu của cái DAC 5MK2 này. Mình giới thiệu qua nhé, một chút nhé, là cái DAC này nó sử dụng chip giải mã PCM1794. Đó. Đây, chi tiết bên này. Nó hỗ trợ tối đa nhạc là 24 bit 192Hz nhé, 192kHz này. Sử dụng thêm một cái chipset CS Chrysler của Mỹ 8416. Đó. Nói chung là đây là những cái thông số kỹ thuật của nó, mình cũng không muốn không hiểu tiếng tàu nên là mình sẽ không dịch được cái này. Mà trong một bài viết của mình ấy, trong bài viết trong phần mô tả mình có viết rất rõ nó. Ok. Thì thôi, đây là nhân vật chính của chúng ta này. Vào luôn nhân vật chính nhé, nó đóng gói rất là chắc chắn nhé. Đấy, để đảm bảo rằng vận chuyển không bao giờ bị bể luôn. Đấy, hộp các thứ về còn nguyên luôn. Ở Việt Nam vận chuyển thì rất là kém, còn ở bên kia về đây thì bao giờ hộp cũng còn tinh tương. Đó. Đây nhé, đây là cái DAC 5MK2 phiên bản 2019 nhé. Đó, mình sẽ tháo túi bóng cho bạn xem. Mới tinh 100% luôn. Tất nhiên là lúc đến tay các bạn thì các bạn cũng không được tự tay bóc 100% này đâu, tại vì là cửa mình phải tháo ra để test toàn bộ 100%. Đây chẳng qua nó mới về nên mình quay video lên là được tay bóc này thôi, còn đến tay các bạn thì tất cả đều phải thử 100% thì mới được xuất ra khỏi kho cửa mình. Đó. Rất nặng anh ạ. Rồi. Con này cầm trên tay rất nặng. Đây. Rất là dài nhé. Đây mình đo form cho anh em xem là nó bao nhiêu nhé. Chiều ngang này 1 này, 2 này, khoảng độ 42, ngang 42 này, sâu này, sâu khoảng độ 25, sâu 25, cao thì khoảng độ 5. Đó. Form rất là lớn. Anh em lưu ý nhé là 42, 25 và 5, 42cm, 25 chiều sâu và 5 chiều cao. Đó, thì đây nhé, mình kê cái này cho xốp này vào, đặt lên cho nó quay dễ. À, anh em nhìn kỹ nhé. Mặt nhôm trắng rất là đẹp. Nhôm trắng rất đẹp, in rất là nổi bật, rõ ràng nhé. Anh em, có nghĩa hãng Dungood này là của Trung Quốc 100% rồi. Và là hàng nội địa của nó. Anh em, nhiều anh em vẫn còn băn khoăn là có nên mua đồ Trung Quốc không. Nhưng mà anh em nhìn cái chất lượng hoàn thiện nó như này, thì hỏi bao giờ Việt Nam mới làm được hoàn thiện đẹp như này được, đúng không? Đó, anh em nhìn thấy không? Đây, đây là nút nguồn này, tai nghe này, volume này. Đây là DAC 5MK2. Nó ghi rõ này, 24 bit 192Hz, Digital Audio này. Đó, bên này nhé. Phiên bản DAC 5MK2 cũ ấy, ở bên này nó có hai lưỡi gạt, gạt lên gạt xuống. Nhưng mà DAC 5MK2 phiên bản 2019 nó thay bằng nút bấm mà. Đó, chúng ta chọn đầu vào nào thì bấm vào nút đó. Và trên này nó sẽ có đèn báo ở đây. Đó. Mặt nhôm xước rất là đẹp, rất đẹp, mình thấy con này rất là đẹp luôn. Đó, cạnh bên trái này chống trơn không có gì đúng không? Cạnh bên phải này cũng không có gì luôn.
Thì anh em nhìn bốn chân đằng sau này. Đó, rất là đẹp đúng không? Bốn chân cao su rất là đẹp. Đó. Đây quan trọng nhất là khu vực đằng sau này. Nhá, tất cả các cái cổng ra analog đều có rác bảo vệ đây. Đó. Mình phải kê lên chân cao cao cho anh em xem. Thì thứ nhất nhá, đầu vào của nó là anh em nhìn khu vực đầu vào nhá. Mình xin nhấn mạnh lại nhá là một cái đắc chuyên nghiệp ấy thì bao giờ cũng có cổng USB này. Đó. Hai cổng này có hay không thì cũng không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là phải có cổng USB này. Tại vì chỉ có cổng USB này mới cho chất lượng nhạc lên mức cao nhất. Đó. Cổng Corsair này. Corsair này thì cũ rồi. Có hay không có cũng được. Cổng quang này thì nên có, tại vì nhiều anh em sử dụng TV thông minh mà. Nhiều thiết bị bây giờ vẫn có cổng quang này, nhưng mà không bao giờ có cổng Corsair. Cổng này cũ rồi thì không nên dùng. Và phiên bản DAC 5 MK2019 nhé, nó bổ sung thêm một cổng cái đầu USB đây. 5V 2A. Đó. Có khả năng là nó sẽ đọc được trực tiếp USB đây, tại vì nói thật là vừa vài mình cũng chưa cắm thử cái này. Nhưng mà với thông số này thì khả năng là nó cấp nguồn được cho một cái thiết bị bên ngoài, hoặc là đọc luôn, chơi luôn USB. Nói mình nói thẳng luôn là hàng vừa về đến tay mình nhé, mở ra review luôn cho anh em, mình cũng chưa thử. Đó. Chút nữa mình sẽ có một video thử cái này xem nó có đọc cổng USB không. Đó. Anh em lưu ý nhé là toàn bộ các cổng ra nó đều có các cái núm bảo vệ này, chứng tỏ người ta rất là cẩn thận, nó không dùng để chụp lại để tránh bị oxy hóa cái chân mạ vàng này. Nhiều cái chân mạ vàng này bị oxy hóa đen đen thì nó rất là xấu, nên là anh em dùng cổng nào thì mở cổng đấy ra. Đấy, như mình đây. Đây nhá, đây là audio output này. Thường thì anh em sẽ dùng hai cổng này. Hoặc là nếu mà những cái âm ly cổ ấy thì nó sẽ dùng hai cổng này. Cổng blank. Đó, thực ra là hai cổng này thông dụng hơn này, dùng hai cổng này sẽ tốt hơn này. Đó. Và dây blank kia thì thứ nhất là đắt, và thứ hai là cồng kềnh, thứ ba là hầu như chỉ có âm ly cổ người ta có đấy, còn âm ly đời mới thì người ta bỏ, hoặc là cao cấp hẳn. Nếu mà âm ly cao cấp hẳn thì nó sẽ có hai cổng này, nhưng mà âm ly cao cấp hẳn lại đi kèm với dây nó rất là đắt. Đó, nên anh em lên là sử dụng hai cổng này thôi. Đó, đây cổng preamp, chắc là preamp cho preamp ly. Hai cổng này nó cũng giống hai cổng này, chẳng khác gì cả. Đó. Đây mình nút lại cho nó mới. Đây. Đây là nó cảnh báo là cấm mở ra. Đấy, dùng điện 220V anh em nhé. Nhiều anh em cứ mua đồ nhật bãi khổ, một tiền gà ba tiền thóc, phải mua thêm cái chuyển nguồn. Cái này chơi thẳng 220V này. Đấy, đầu vào có cầu chì nha anh em nhé. Đây. Trong này, trong nắp này nó có một cái cầu chì. Đấy, thông số ở đây 250V này. Mình cũng 250V không biết bao nhiêu A, nhưng mà nói chung là có cầu chì ở đây là rất là an toàn. Nhớ bị sốc điện hay là cắm nhầm điện gì đó quá tải thì nó cháy cầu chì trước. Thì anh em chỉ đi mua cầu chì là xong, nó không bị cháy thiết bị bên trong, nó rất là tuyệt vời như thế. Đó, bây giờ rất nhiều thiết bị nó trang bị như này nhé. Còn những cái âm ly cũ ngày xưa thì chắc chắn là nó làm cầu chì bên trong, cháy phát là phải mở máy, nhưng mà riêng cái này nó làm cầu chì bên ngoài, cháy phát là anh em rút ở đây ra đi thay, thế là xong, không phải tháo máy. Nó rất là tiện đúng không anh em? Đó, thì anh em nhìn lại một chút cái con DAC 5 MK2 2019 này nhé. Đấy, đun gốt này, logo dập nổi này, mặt phay nhôm xước này. Thì con DAC này nó là DAC giải mã PCM. Có nghĩa anh em lưu ý nhé là bây giờ nhạc số nó có hai thể loại, nó là nhạc PCM và nhạc DSD. Thì DSD thì nó sẽ cho chất lượng cao hơn ấy, nhưng mà ngược lại nhé, những anh em nào mà nghe nhạc Việt Nam ấy thì không có DSD để nghe, chỉ nghe nhạc PCM thôi. Thì nếu mà cái này, nếu mà những người nào mà nghe nhạc Việt Nam thường xuyên ấy thì sử dụng rất là tuyệt. Còn những anh em nào thích nghe nhạc quốc tế, thích nghe nhạc DSD thì sản phẩm này nó sẽ không đáp ứng được. Đấy, cái này nó chỉ tập trung nghe nhạc PCM. Đó, mình sẽ có một bài viết chi tiết so sánh nhạc PCM và nhạc DSD nó khác nhau như thế nào. Thực ra nó khác nhau ở công nghệ mã hóa. Đó. Nhưng đại loại là nhạc DSD nó sẽ hiện đại hơn và chất lượng nó sẽ cao hơn rất nhiều lần. Nhưng mà chỉ tiếc là Việt Nam mình không có nhiều nhạc, không có nhiều nhạc DSD thôi, nên đa số anh em vẫn nghe nhạc PCM. Đó. PCM nghe cũng rất là tốt rồi. Đó. Và nhiều anh em cũng hay so sánh rằng là không biết DAC này có cho chất âm hay như CD không.
Thật ra là CD nó cũng là DAC thôi, mình cũng viết rất là nhiều lần rồi. Thì đấy là anh em nếu mà so sánh DAC với CD ấy, thì nên so sánh sự chính xác. Chính xác thì DAC là cho sự chính xác cao hơn CD rất là nhiều lần. Đó. Thì đây là cái video review cái DAC 5 MK2 phiên bản 2019. Phiên bản 2019, mình xin nhấn lại một lần nữa nhé. Phiên bản 2019 ấy, toàn bộ các lưỡi gạt ở đây nó thay bằng lốt bấm rồi. Đó. Ngày trước là 2010, cứ cho là 2018 đi, trước 2019 là nó dùng nút gạt cả lên cả xuống, nhưng còn 2019 này là nút bấm. Đó. Và thứ hai là chỉ trên dòng MK2 mới có cổng này nhé, nó có phiên bản DAC 5 thường thì không có phần này, bỏ phần này mới lại hai cái này, chỉ có hai đầu ra này thôi. Đó, nên anh em lưu ý kỹ cho mình nhé. Đây là phiên bản cao cấp nhất của hãng Dungood mà mình nhập về. Cửa mình chỉ nhập bản cao cấp nhất, không nhập bản thấp hơn. Đấy. Nên là nhiều anh em cứ so sánh giá thì mình bảo bên mình chỉ bán bản cao cấp không bán bản thấp. Đấy. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nhé, và nhớ like và subscribe kênh của mình. Mình thường xuyên review những cái sản phẩm mới về đa nghe nhạc, music server và lọc nguồn. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, và nhớ trong phần mô tả mình có đặt link mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.